để giúp những đồng đội có hoàn cảnh khó khăn có được những căn nhà khang trang hơn, Hội Cựu chiến binh huyện Khoái Châu huy động mọi nguồn lực để xây, sửa những ngôi nhà ấm tình đồng đội. Vừa qua, Hội Cựu chiến binh huyện Khoái Châu đã tổ chức lễ khánh thành và trao tiền hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho hội viên Nguyễn Thị Đụ ở xã Dạ Trạch và hội viên Lê Đình Hy ở xã Hàm Tử. Cả hai gia đình đều có hoàn cảnh khó khăn, sức khỏe yếu, nhiều năm sống trong căn nhà đã xuống cấp. Trong đợt này, Hội Cựu chiến binh huyện Khoái Châu trích quỹ nghĩa tình đồng đội hỗ trợ xây sửa nhà cho 5 hội viên cựu chiến binh với mức hỗ trợ xây mới 50 triệu đồng một nhà, sửa chữa là 30 triệu đồng một nhà. Quỹ nghĩa tình đồng đội do các cựu chiến binh huyện đóng góp với mức 30.000 đồng một hội viên trên năm. Việc hỗ trợ xây dựng sửa chữa nhà ở cho hội viên cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn là một trong những hoạt động nghĩa tình thể hiện sâu sắc tình cảm đồng chí đồng đội của những người lính bộ đội Cụ Hồ trong chiến tranh cũng như trong cuộc sống đời thường. Qua đó mong muốn hội viên hội cựu chiến binh trong huyện tiếp tục giữ gìn sức khỏe, phát huy bản lĩnh bộ đội Cụ Hồ, nỗ lực vượt lên hoàn cảnh khó khăn, tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế, phấn đấu giảm nghèo bền vững, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.